Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo của em. Buổi sáng hôm nay thì do ảnh hưởng của bão số 6, Đà Lạt mình cũng bị ảnh hưởng bởi vì mưa phùn, mưa suốt từ sáng đến giờ và thời tiết ở ngoài rất là lạnh luôn. Thời tiết ở ngoài bây giờ là 21 độ C, em đổi ra được là 69 độ F. Không chỉ riêng gì ở Đà Lạt mà các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở Sài Gòn cũng có mưa rất là to. Năm nào cũng vậy, khi mà thời tiết có những cơn bão cũng như là áp thấp nhiệt đới thì mưa suốt cả ngày luôn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 20 tháng 10, cũng là một ngày đặc biệt đối với các cô, các dì, các chị và các em. Ngày lễ 20 tháng 10 là ngày lễ tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp ngày lễ 20 tháng 10, em xin gửi lời chúc đến toàn thể cô bác, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc trong ngày 20 tháng 10. Bây giờ là 10 giờ sáng, em đang đứng ngay tại khu vực đồi Cù, hướng về Hồ Xuân Hương, nơi có một hàng cây ở bên phải xanh rì rào. Mỗi khi mà có cơn gió chợt qua thì thông reo rì rào. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn cũng như là cập nhật tình hình ngày lễ 20 tháng 10 để xem bà con cô bác mình buôn bán bông bán hoa. Cảnh vật trong mưa nó cũng làm cho các con phố trở nên buồn hiu. Những chiếc xe ngựa thì để một nơi không có du khách. Có lẽ thời tiết bây giờ khá là lạnh nên cũng ít người chọn phương tiện đi xe ngựa để mà dạo phố. Những chú ngựa thường ngày kéo xe rất là bận rộn với công việc. Riêng đối với buổi sáng hôm nay thì gặm cỏ non, rảnh rỗi không có kéo xe. Khi đến với Đà Lạt, ngay vườn hoa thành phố còn có một ốc đảo, đó là cà phê Bích Câu. Trước đây là khu vực hội sinh vật cảnh Đà Lạt, bây giờ thì người ta mở một quán cà phê Bích Câu. Và để xe ở đây khá là nhiều, những chiếc xe của du khách hôm nay cũng ghé đến tham quan vườn hoa thành phố, trong thời tiết cũng không có đẹp lắm. Mặc dù trời mưa nhưng mà cũng có những anh chị và các bạn đi chụp hình với những bông hoa bên trong. Và trong thời tiết lạnh thì ai cũng khoác lên mình những chiếc áo ấm. Có lẽ thời tiết mưa còn kéo dài 1 đến 2 ngày nữa thì trời sẽ nắng đẹp. Cho đến đầu tháng 11 thì có lễ hội Festival Hoa lần thứ 9 kéo dài cho đến 2 tháng. Thời tiết lạnh ở ngoài bờ hồ Xuân Hương cũng thỉnh thoảng có những cặp đôi nắm tay nhau, khoác tay lên nhau dạo phố ngắm cảnh hồ Xuân Hương. Mặt hồ rất là phẳng lặng luôn. Tiếng nhạc du dương của những bác nhạc công đang ngồi dưới gốc thông già cũng làm cho khung cảnh buổi sáng hôm nay hết sức là lãng mạn. Xa xa những làn sương mù do mưa mờ mờ ảo ảo phía chân đồi, thấp thoáng là những hàng cây, những cặp đôi tay trong tay dắt nhau đi trên phố trong thời tiết se lạnh cũng rất là tình tứ và lãng mạn luôn. Nhân dịp ngày lễ phụ nữ, các tuyến đường như là con đường Bùi Thị Xuân chạy dọc theo các ngôi trường như là trường Nguyễn Du cũng như là trường Bùi Thị Xuân và trường Đại học Đà Lạt, ngã năm đại học thì rực rỡ sắc màu với những bó hoa được rất là nhiều người từ sáng đến giờ mua để tặng cho những người mình thân yêu trong gia đình cũng như là tặng cho những quý cô, quý chị em trong ngày lễ phụ nữ. Có lẽ một năm thì có một ngày lễ phụ nữ để cho rất là nhiều người bày tỏ sự yêu thương, lan tỏa yêu thương đến cho người thân. Ngay từ sáng sớm thì có những cô bác
anh chị đã đến đây, đến ngay cổng trường, đặc biệt là trường Bùi Thị Xuân. Thời tiết hôm nay cũng không có thuận lợi lắm và thường thì những cô, những bác sẽ chọn những vị trí nằm gần ngay trường cũng như là trường đại học, bởi vì lượng học sinh cũng như là sinh viên, những người mà thường hay mua những bó hoa, bó bông để tặng cho người thân năm nay thì thị trường hoa cũng có giá khá là cao. Ít người bán các loại hoa thật và thay vào đó là những loại bông hoa giả. Một số người thì còn thay vì tặng hoa thì còn tặng tiền nữa. Ngày nay thì thời đại bây giờ cũng có nhiều người họ lại thích tặng hiện vật hơn là thích sự lãng mạn. Dọc theo con đường Bùi Thị Xuân thì chúng ta ngang qua trường Nguyễn Trãi, đi về hướng Hà Nam Đại học thì rất là nhiều các bạn đã có mặt ở đây từ 1 đến 2 hôm trước. Đây là vị trí mà các bạn bán hoa nhiều nhất, đặc biệt là hoa giả như là hoa tiền. Những cô, những bác bán hoa ở đây cũng chào mời rất là nhiệt tình. Năm nay quý vị và các bạn có thể thấy là hoa giả được làm bằng chất liệu giấy, được bán tràn lan và chiếm đa số hoa thật. Thường thì người ta bán một bông hoa hồng thật với giá là 10.000 đồng một cây. Còn ở đây là khu vực đường Trần Nhân Tông. Dọc ra phía đồi cù, dọc theo con đường mà gần với trường Đại học Đà Lạt thì đây chủ yếu là bán cho các bạn sinh viên, cũng khá là náo nhiệt và sôi động trong ngày lễ. Không biết năm nay thì quý vị và các bạn có dành tặng những lời yêu thương đến cho những người thân hay không, đặc biệt là có những món quà ý nghĩa. Nhiều người thay vì tặng quà thì còn dắt người thân mình đi chơi, ăn uống hoặc là tặng bánh kem, bánh sinh nhật. Đó cũng là cách để mà bày tỏ lòng yêu thương. Ở chợ Đà Lạt thì đâu đó cũng có những cô, những bác trong trang phục áo dài rất là đẹp. Tình hình ở ngoài chợ thì cũng không có sôi động bằng khu vực cả năm đại học, đặc biệt là các mặt hàng hoa, mặt hàng bông ở đây. Hàng năm cũng vào ngày 20 tháng 11 á, hầu như là năm nào cũng vậy, vào dịp lễ đặc biệt là 8 tháng 3 này, 20 tháng 10 rồi 20 tháng 11 thì giá bông các loại, đặc biệt là bông hồng đều tăng giá rất cao. Nhiều khi bông còn không có đủ cung ứng cho thị trường, cung cũng không đủ cầu. Khi mà ra đến chợ Đà Lạt thì quý vị và các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp được rất là nhiều các loại hoa, loại bông, từ hoa ly cho đến hoa hồng, kính thưa các loại hoa, và rất là dễ dàng để mà chúng ta mua và lựa chọn những loại hoa mà mình ưng ý. Nhà vườn ngoài cung ứng, cung cấp hoa cho khu vực chợ Đà Lạt thì còn cung cấp hoa cho các shop trên địa bàn. Nhân dịp buổi sáng hôm nay, em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, đặc biệt là thật là nhiều bình an. Còn bây giờ thì đến vị trí này, em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.